Năm 2023 sẽ có thay đổi trong mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng. Vậy mức lương đối với sĩ quan quân đội sẽ thay đổi như thế nào? Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 2023, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng trên một tháng. Theo đó, trong năm 2023, mức lương sĩ quan quân đội sẽ có sự thay đổi và chia thành hai giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu từ nay cho đến 30 tháng 6 2023 thì vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng trên một tháng. Do đó, lương của sĩ quan quân đội trong giai đoạn này vẫn như mức lương đang áp dụng hiện nay. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng trên một tháng. Do đó, từ ngày 1 tháng 7 2023, sĩ quan quân đội sẽ hưởng mức lương mới, tăng so với quy định hiện nay. Hiện nay, bảng lương sĩ quan theo quy định từ bậc quân hàm hạ sĩ quan với hệ số lương 3.2 đến quân hàm đại tướng với hệ số lương 10.2 sẽ có sự thay đổi. Ví dụ, cấp bậc hạ sĩ quan với hệ số lương là 3.2 thì mức lương đến ngày 30 tháng 6 2022 là 4,76 triệu đồng và từ ngày 1 tháng 7 2023 là 5,76 triệu đồng. Bộ Quốc phòng đang phối hợp với các bộ ngành của nhà nước nghiên cứu cải cách các chế độ phụ cấp và lương theo tinh thần nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó, tiền lương của sĩ quan quân đội sẽ được xây dựng theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm phù hợp. Như vậy, tiền lương của sĩ quan quân đội có thể sẽ tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.